Xin chào và rất vui được gặp lại các bác ở trên kênh YouTube của đồng hồ Quang Lâm. À, trong video ngày hôm nay thì bên em có trên tay với các bác một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng của thương hiệu Citizen. Ở đây thì em có một con hàng đã qua sử dụng và tình trạng thì còn rất đẹp nhưng mà chiếc này thì tiếc mỗi một cái là nó bị mất cái bộ hộp sổ thẻ đi kèm rồi. Và nó chỉ còn lại mỗi đồng hồ thôi. Và khi gửi đến tay các bác thì bên em sẽ tặng một cái hộp bảo quản như thế này để trong quá trình vận chuyển đến tay các bác nó được an toàn. Con này thì nó là một chiếc hàng lướt còn mới lắp đồng hồ cơ các bạn nhé, cơ dây da của Citizen đấy. Sơ qua về tình trạng ở trên chiếc này thì chúng ta có thể thấy được bộ dây còn rất mới. Đây các bạn có thể dây nó mới hay không là các bạn nhìn cái lỗ này là biết ngay. Đó. Sỏ rất ít, cái lỗ hằn thậm chí nó còn chưa hằn mấy cơ. Con này thì đẹp gần như là hàng trưng bày thanh lý luôn Rất ít xước Chỉ có một tí ở trên cái viền này này Đó Tình trạng tổng thể thì nó đến con đến khoảng tầm 95% về ngoại hình Tuy nhiên là nó bị mất cái hộp thì mức giá của nó lại tốt hơn một chút để cho các bác chơi Chiếc này em có đường kính sai mặt là khoảng size 40,5 Và dày của nó là khoảng 13mm 13mm lắc tu lắc ở đây là khoảng tầm 47 thì anh em nên có cổ tay vừa và cổ tay nó hơi hơi to một tí như con này thì cổ tay từ, từ khoảng 15.5 trở lên đến khoảng 17, 17.5 là chúng ta đeo sẽ rất vừa và đẹp à, mặt số đeo của nó sẽ có cái màu bạc xâm panh với cái vân chảy tia săn bớt và 12 bộ cọc số và bộ kim thì nó được mã PVD màu vàng Đó, kim cọc mã PVD màu vàng có logo ở trên góc 12 giờ của Citizen bên dưới thì chúng ta sẽ có ô lịch thứ nhé lịch ngày ở 3 giờ này automatic cơ tự động ở bên ở giữa này thì nó sẽ có cái trục tung hoành đó thiết kế 3 kim và hai lịch có cả dạ quang ở trên thân kim cũng như là các cái đầu chấm và 12 bộ cọc số này để cho chúng ta có thể dễ dàng nhìn giờ thêm vào buổi tối con này thì dạ quang không phải là quá sáng nó đủ dùng rồi các bạn đủ để dễ nhìn giờ vào ban đêm thôi và được trang bị một cái kính khoáng cứng cong rất là dày như thế này con này kính khoáng cứng cong và dày lắm đó toàn bộ khung vỏ mã PVD màu vàng và ở đây thì chúng ta sẽ có là núm chỉnh giờ góc 3 giờ thì không có logo đằng sau thì sẽ có các cái thông số cơ bản chống nước 53 này uh, Japan mua và mình và máy 8200 đó bây uh, thân thép không gì Citizen 21 chân kính 21.600 tần số dao động và con này của em thì nó sẽ là có 40 giờ tích cót tối đa có đầy đủ cót tay và có cả dừng kim dây khi mà chúng ta rút núm chỉnh giờ bản này thì nó được sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Citizen đặt tại nước thứ ba và nó làm cho thị trường nổi địa nhật trước này đi kèm chúng ta sẽ có một bộ dây da nâu nhé dây da nâu và khóa của nó là khóa xiên dây trên này nó là dây cỡ 20 18 em sẽ lên thử ở trên tay 17 một chiếc khá là đẹp của Citizen dành cho các bác nào mà thích cái đồng hồ dây da cơ tự động có 3 kim và hai lịch và giá hiện tại bên em về chiếc này với các bác một chiếc siêu lướt bị mất hộp đang có mức giá là 3 triệu 850 nghìn con này có mã là 8401 à, còn các bác muốn check cái mã giá tham chiếu thì các bác có thể check cái mã là NH8393 cái ngang 05A thì sẽ ra cái giá để các bác tham khảo chiếc này còn là mã của đồng hồ Quang Lâm là 8401 và giá là 3 triệu 850 nghìn cho chiếc này nếu như mày quan tâm yêu thích thì có thể đặt hàng ngay trực tiếp ở trên website đồng com hoặc là các bác còn có thể alo cho bên em theo các đầu số như là hotline 0834 69 6699, hoặc là số 0915 559 883, hoặc là qua trực tiếp 23 Nguyễn Công Hoan để lên tay trực tiếp mỗi đồng hồ này. À, đồng hồ Quang Lâm nói thật giá thấp. Xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của ngày hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.